Tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan tử vi. Năm sinh: năm Nhâm Dần 1962 nữ mạng. Năm Giáp Thìn 2024. Mệnh chủ bước sang 63 tuổi âm lịch, 62 tuổi dương lịch. Nữ Nhâm Dần 1962 thuộc mệnh Kim sẽ phù hợp với các con số 6, 7 hành Kim, tương sinh với số 2, 5, 8 hành Thổ và 0, 1 hành Thủy. Những người sinh năm 1962 thuộc tuổi Nhâm Dần ứng với nạp âm bản mệnh là Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc. Xét theo bát trạch phong thủy, nữ giới tuổi này thuộc cung Tốn, một trong những cung phi của Đông Tứ Mệnh. Nữ mạng tuổi Nhâm Dần là những người tài trí, lanh lợi, chịu thương chịu khó. Sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024 là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh. Nếu chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, có nhiều niềm vui tài lộc và vận may trong cuộc sống, cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu, Thủy Tinh, phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỉ, không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới. Nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp. Mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới. Nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa khi gặp chòm sao Thủy Diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo, vì vốn dĩ Thủy Diệu là một phước lộc tinh rồi. Vận hạn nữ mạng tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn của tuổi Nhâm Dần 1962 nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn toán tận. Khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp: một là đánh cắp, hai là hùn hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác là khi di chuyển bên ngoài dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất tài sản, tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng. Song song với đó, khi hùn hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến, khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ trắng tay. Hạn toán tận rất kỵ với nam mạng. Khi gặp hạn này, đàn ông nên cẩn thận hơn phụ nữ. Tai nạn bất ngờ xảy ra một cách bất khả kháng, không kịp đề phòng. Nếu những người kém phúc đức, vận số xấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tai nạn đột ngột này có thể là tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, hoặc tai nạn lao động, tai biến đột quỵ. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, gia chủ cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây sát, nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Trong làm ăn kinh doanh, hạn chế hùn hạp góp vốn với ai. Tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn hạn bất ngờ sẽ kéo đến. Để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, gia chủ không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm bệnh. Song đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm.
thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tam tai không phạm. Kim Lâu, năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1962 Nhâm Dần bước sang 63 tuổi, gia chủ sẽ phạm Kim Lâu thề: kỵ vợ hoặc chồng, gây tai họa cho người vợ hay người phối ngẫu của mình. Trong vấn đề cưới hỏi, nếu cô gái phạm tuổi Kim Lâu thề, thì người chồng sẽ chịu hậu quả, gặp nhiều tai họa, chuyện xui xẻo. Hoàng Ốc, năm nay bản mệnh phạm tuổi Tam Địa Sát, phạm Hoàng Ốc. Có câu, tam sát nhơn do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Thái Tuế, không phạm. Tổng kết, năm này gia chủ phạm phải Tam Địa Sát, tam sát nhơn do giai đắc mệnh. Gia chủ làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật. Năm này không tốt để bạn xây sửa nhà. Phạm Hoang Ốc có nghĩa đơn giản là ngôi nhà hoang vắng, có âm khí xấu. Tức là người xưa tin rằng, nếu phạm phải cung Hoang Ốc, thì tất cả các công việc làm ăn, sức khỏe, cũng như các mối quan hệ trong gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu, không may mắn cũng như tốt đẹp. Bước sang năm 2023, người nữ tuổi Nhâm Dần ít trải qua nhiều biến động về sức khỏe. Tuy nhiên, cũng nên chú ý rèn luyện thể chất thường xuyên, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng thể trạng. Đồng thời, giữ tâm lý thoải mái sẽ giúp kéo dài tuổi thọ, cuộc sống yên vui, an nhàn, thư giãn. Cúng dâng sao Thủy Diệu. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghinh sao. Sao Thủy Diệu là một phước lộc tinh, dù không cần thiết phải làm lễ giải hạn sao, nhưng cũng nên làm lễ nghinh sao để vận dụng triệt để vượng khí và tránh được những rủi ro, hao tốn phát sinh, tăng cường may mắn, mang lại tâm lý tự tin, lạc quan trong cuộc sống. Hướng dẫn cúng sao Thủy Diệu hóa giải hạn. Thời gian thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao Thủy Diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ, thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may, hay dùng trang sức đá quý màu xanh như phỉ thúy, ngọc lục bảo, khổng tước, thạch anh linh. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao Thủy Diệu cần chuẩn bị phải có màu đen. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu đen gói lại hoặc lót giấy màu đen xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 năm 2024 hướng theo 12 tháng. Tháng 1, vui xuân cùng gia đình, buộc phải chi tiêu nhiều khoản tiền. Đây là tháng chủ về sự hao tán về phương diện tiền bạc. Tháng 2, xem bói tử vi tuổi Nhâm Dần năm 2024, trong tháng này có sự hỗ trợ của quý nhân. Quý nhân có thể là những người xung quanh như bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Tuy nhiên cần lưu ý nếu có dự định đầu tư những khoản tiền bạc trong tháng này. Tháng 3, chú ý sức khỏe của quý bạn trong tháng này. Sức khỏe đi lại không được như ý muốn. Trong nhà cẩn thận có chuyện phiền muộn đưa tới. Tháng 4, nhiều sự khởi sắc trong công việc diễn ra trong tháng này. Nếu có dự định gì trong công việc có thể thực hiện trong tháng này, nhưng tình cảm của gia đạo trong tháng không được tốt. Tháng 5, xem bói tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 5 âm lịch, mọi công việc diễn ra hanh thông. Người tuổi này làm việc gì cũng đón được nhiều điều thuận lợi và may mắn vô cùng. Tháng 6, đây là tháng người tuổi Nhâm Dần có tin vui mừng về việc thêm con thêm cháu trong gia đình hoặc trong họ hàng anh em. Tháng 7, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều trong tháng 7 âm lịch. Chú ý di chuyển xe cộ, ra ngoài khả năng có thể gặp phải những trường hợp tai nạn. Tháng 8, luận tử vi tuổi 1962 trong năm 2024, trong tháng công việc kinh doanh làm ăn có nhiều chuyển biến không được tốt. Chính bởi vậy, khó có thể thu về những thành quả công việc như ý muốn. Tháng 9,
người tuổi này cẩn thận sức khỏe trong tháng 9 âm lịch. Đây là tháng người tuổi Nhâm Dần 1962 chú ý bệnh về huyết áp, có sự không ổn định. Tháng 10, đây là tháng có lộc về phương diện tiền bạc của người tuổi Nhâm Dần. Tuy nhiên, sức khỏe là vấn đề cần hết sức lưu tâm trong tháng này, bởi dễ bệnh tật hoặc bị ốm đau. Tháng 11, theo tử vi năm 2024, mọi điều trong tháng này khó được như ý muốn của người tuổi 1962. Các công việc diễn ra trong tháng này đều cần người tuổi Nhâm Dần có sự tính toán chu đáo kỹ lưỡng. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm đều được an vui. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ từ quý nhân, công việc đang hanh thông càng thêm thuận lợi, cũng như suôn sẻ như ý muốn. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn nữ mạng tuổi Nhâm Dần 1962 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.